Minh ra. Anh Minh ơi. Ôi trời ơi, tiếc quá. Xe bắt đầu di chuyển rồi đấy. 221. Anh ấy kìa. Vâng. Đi được các bạn. À hố. Cái bác cha này là phải đi trước, sau đó là chỉnh cái hai cái cầu này để cho nó vừa cái bánh xe của mình. Trong tay luôn có một cái dây này chính là được lấy để đo cái bánh xe của mình ấy. Năm nay đường đua số 9 này khác cái mọi năm là năm nay có hai cái cầu. À. Còn bác giống thì okay, vẫn cứ đang đang lái chiếc xe để lên dốc. À. Hôm nay cua rất là nhiều vòng. Nhảy lên dẫn đường anh ơi. Đấy. Vòng lên vòng xuống rất là nhiều lần, không hề có cái đà để lên luôn, mà đây hoàn toàn lực lên của bánh xe hết. Hôm nay ban tổ chức nghĩ là rất là chiêu trò thử thách các vận động viên. Bây giờ bác giống sẽ phải căn làm sao cái hai cái bánh xe. Anh ơi, ra dẫn đầu kênh. Phải thật chuẩn, không được lệch. Ê, cái bánh trước hơi lệch. Rồi, anh Vinh ra đi, Bơm, bơm. Bơm. Bơm luôn. Rồi. Lưa. Qua đi lưa đi. Rồi, ok. Dăm đầu cây anh Vinh ơi. Sang đây. Anh Vinh ra. Anh Vinh ơi. Ôi trời ơi, tiếc quá. Lùi được không? Lùi không được. Cái này thì không bao giờ được. Bây giờ không theo giờ qua luôn. Ra số đi. Ra số ấy tỏi ơi. Xe này đã lệch xuống rồi. Con chạy ra xe lấy cái ô ở trên ghế, con ngồi mang ra đây mà xe đi để nó tự đi. Thôi nhé, phải bắn con luôn. Tới đây. Đạp mỏ leo anh Vinh ơi, ghi mỏ leo. Khó nhỉ. Khó luôn. Ba vừa thôi. Nhà rất là khó luôn. À, cố lên. Kéo luôn. Tới luôn đi, qua đi anh. Qua luôn. Ôi, qua luôn được. Được. Ôi trời ơi. Tới nữa. Lên. Ok. Cái chỗ hố kia là một cái chướng ngại vật cực kỳ khó. Mình muốn vào để quay nhưng mà ban tổ chức không cho vào. Thank you.
bắn, không bắn. Trượt trượt cầu rồi, trượt cầu rồi. Qua luôn đi. H29 này có một cái đặc điểm rất đáng yêu, đấy là hình như là hai vợ chồng. Hôm mình có xem một cái hai chị em à? Ừ, tí nữa đến xe cháu mới là hai vợ chồng. À ừ đúng rồi, mình có. Có một cặp hai vợ chồng. Đúng đúng đúng, mình có xem ở cái chỗ ấy đấy. Là thấy có một cặp vợ chồng. Còn đây trên xe ở H29 này là hai chị em. Giống là nam và Trã là nữ. Rất đáng yêu. Còn cái bạn, hai bạn đây, hình như là Lê Trọng Nghĩa 209 này thì là một cặp vợ chồng cũng sắp thi rồi đây. Thôi, chén cháu xuống đi, nó hỗ trợ chị Thảo đi. À, nữ nhưng mà rất kiên cường nhá. Cái chứng cái bài thi này là cái bài thi khó nhất trong cái thử thách này, là cái thử thách khó nhất trong bài thi số 9 ấy. Mất rất nhiều thời gian luôn. Hôm nay trời mưa cho nên là cái góc quay nó cũng rất là khó các bạn ạ. Cái hố này đúng vừa một cái xe luôn. Nên là việc xuống và việc lên cùng một lúc rất khó. Vô cùng khó luôn. Cố lên ơi. Không thẳng đâu mà đá làm sao mà lên được. Không có tời không lên được thật. Không có tời không lên. Thank you.
là nữ đấy các bạn. Ở cái đường đua số 9 này mình thấy rất nhiều trã là nữ nhá. Một người nói một người tuốt ra. Đang cố lên bằng tời đấy các bạn. Nếu mà không có tời thì cái đầu nó không nhúc lên được, thì nó cứ đâm vào cái vách của cái hố. Nên là bắt buộc phải dùng tời thì cái đầu nó mới nhúc lên được, nó mới có đà để lên. Bởi vì cái hố rất là sâu. Bây giờ cái tời lên mà cũng rất là khó khăn luôn. Ôi đất tời rồi. Không được. Đất chỗ nối. Đó, ở đây đấy các bạn nhìn thấy cái hiệu của người giống không, người ta bắt chéo hai tay vào nhau, tức là người ta yêu cầu cứu hộ, người ta xin dừng, người ta gọi cứu hộ, tức là người ta đã bỏ cuộc. Đấy bây giờ là cứu hộ cái cầu kia vào và móc dây vào xe và kéo cái đầu xe lên. Một số chỗ thì người ta sẽ dùng cái xe khỏe, máy khỏe, ví dụ như lăn cu dơ các thứ đấy, để người ta kéo lên. Nhưng mà mình nghĩ là ở cái hố này thì lăn cu dơ cũng không kéo nổi, chỉ có cổng, chỉ có cổng mới thể kéo lên được. Kiểu hai vợ chồng cùng đam mê ạ. Đấy, cẩu nó sẽ cẩu lên. Cẩu cái xe lên. Đó, cái cẩu nó khỏe nó mới kéo được cả cái xe lên. Đấy các bạn nhìn thấy biết cái hố nó cực sâu luôn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 mét, hơn 1 mét gì đấy. Ok đã sao, xe này bắt đầu thi, xe này bắt đầu thi, không biết là đây là xe số bao nhiêu. Hát đi qua đây mình nhìn xem là số bao nhiêu. 28 nha các bạn. 28. Không phải gương mẫu này, gương mẫu này, không phải đâu, gương sau gương khán giả xem đấy.
Đây, như mình vẫn là cần bún đấy đúng không? 2.2 lên thôi đúng không? Tơi lỏng thế nhỉ? Lệch cái chân ở dưới này rồi. Tôi không vào. Lệch rồi, không được. Ra tín hiệu cầu cứu rồi, là đã bỏ cuộc. Để
Thank you.
nó không phải là nó khi xuống hố nhá, nó không phải là cái hình thái nằm ngang đâu nhá, mà nó là có hình thái là chúc đầu xuống dưới và cái đít của nó chồng lên, bởi vì là ban tổ chức người ta đào hố là người ta không có đào bằng mà là người ta đào cái kiểu bậc thang ấy. Cái phần đuôi xe sẽ cao hơn cái phần đầu xe, nó tạo độ khó cho các vận động viên ấy. Nên là để tính toán để vượt qua được cái hố này là phải cực kỳ là thông minh này, nhanh trí này, dũng cảm và kèm theo cả một sự may mắn nữa. Cực kỳ khó luôn. Cái tờ nó yếu cho nên nó không nhấc được cái đầu cái xe lên mà nó lại cái đầu nó trúc xuống. Cái bài này nó cũng giống cái bài số 3 hay là số 4 mà ở bên cạnh cái đồ trung tâm kia. Cái bài mà lao từ trên dốc xuống. Cái bác trẻ này rất là vui tính nhá. Khó khăn nhưng mà không hề làm ăn bán nó nổ túi khí cho vui. Đấy, vẫn rất là yêu đời. Trời ơi, gì đẹp thế. Cái này bò lên từ từ thôi, đừng có gấu. Gấu là công. Gấu là công. Đi chậm ra mình ơi. Tời lên là chế. Tời dần lên để cái đầu lên. Để tời đấy. Tời là chính đi, đừng có phi. Phi là lại lượn tiếp thôi. Cái tời nó yếu quá, nó không thể ấy lên được đầu xe. Cứ tời đi. Tời chính thôi. Cái này nếu như tời mà nó không tời lên được, cái đầu nó nhúc lên thì khó lên. Sang năm là chuyên nghiệp hơn đấy đúng không? Lên đây. Cái gì? Nhà có trẻ con anh phải đi ra ngoài kia. Thôi. 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 Ôi.
Cố gắng lên. Được đấy, được đấy. Quá hay luôn. Hơi tinh thần đi thể thao hơi ngon lắm. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ở cái đấy rồi? So với những cái năm khác, năm trước có một lên một xuống là xong. Năm nay trước là loại đúng không? Không lên được mà cứu hộ là loại mà, là coi như bỏ cuộc rồi. Đây, xe đã về đến đây rồi. Cái là phải lên luôn, không hề có đà luôn, tí nào luôn. Đấy, cua cái phải lên luôn, không một tí đà nào. Ai mà đứng ở gần đấy quá, người ta cua tay lên. Xong bài của mình đấy. Quá hay luôn, quá hay luôn. 2:16. Không con này. Ôi, quá xuất sắc luôn. Ôi, đỉnh. Con này khả năng nhất. Nữa bên đầu kia nữa. Ờ, xong là cái đạn chã này lại phải chỉnh lại cái cầu để thấy cho ban tổ chức nó sẽ bị trừ điểm nhé. Nếu mà không chỉnh cái cầu này về vị trí ban đầu là sẽ bị trừ điểm. Họ sẽ lên chã lên cài dây bảo hiểm thì giống sẽ xuống để xem nó cái tình huống này nha. Mới hiểu được là vận động viên người ta phải vất vả như thế nào. Phải có người dân đến cổ vũ chứ. Thì nó mới hứng khởi chứ. Nhưng mà anh về vào nó lại bảo là không, à. Không có logo đuổi ra. Không ạ, à. Dạ không. Nhà em xe ơi, em đỗ vào tận trong này. Dạ, có bao giờ em đi được bao nhiêu năm nay rồi. Chạy lên móc luôn đi, cầm cái dây cáp kìa. Rồi rồi, ok. Đấy còn nước không? Đấy trời còn nước không? Đội nhà mình đây. Quá đời chưa? Cứ bình tĩnh, quá bình tĩnh. Vào đi, vào đi. Bình tĩnh là sẽ được. Mở khóa xong rồi đóng khóa cho kéo thêm đi. Hai cái bạn lúc nãy hai bạn cũng rất là bình tĩnh. Kéo thêm nào, kéo đi. Kéo lên xong kéo. Bắt cổ lấy lúc nhảy xe khóa tay vào nhé. Rồi khóa tay vào. Tới chưa? Đấy rồi, đấy rồi. Đè cáp vào, đè cáp vào. Đè cáp. Đấy. Vừa xuống vừa vào tới nhé không nhé. Thằng này kéo dây tời ra dài dài ra để không bánh xe nó kẹp đi em ơi. Lên đây, lên đây. Đấy, đứng đấy để nhìn cái nó. Xuống đây, xuống đây.
đi xem không? Thẳng đi. Ok. Vào tới đây. Đây đó. Treo bánh. Phải xuống một tí nữa. Tôi chưa vào. Như cái thằng đang vào. Cái xe 216 này. 217 này. Xuống nó ngoài được cái bánh ra đằng trước một tí nữa là nó có cái đà. Không phải vội, em ơi, vào tới đi. Chậm nhưng mà chắc là còn hơn là vội vàng. Rồi, xuống đây. Thả vào. Cao lên. Nó chạm đất kìa. Thắng lùi lại
một tí thôi nhá, để đẩy lái nhá thắng nhá. Thắng lên xe đi, thắng lên xe. Run mà khổ khổ thân. Cái chỗ đấy nó là cái ấy mà. Vâng, cái bài đấy ạ. Ông ơi, đẩy hết mọi người ra khỏi bên ngoài đi. Cố lên, cố lên, cố lên, về chỉnh cầu, về chỉnh cầu. Về đích an toàn là được, chiến thắng hơn rất nhiều đội khác. Bên thẳng lái đi, bên này, bên này, phúc lên bên này này, sập, bên này sập, bên này sập, đánh bên này vui rồi. Lên đi em, lên đi, lên đi. Không em đứng lùi lại, em đứng lùi lại, em chỉ đợi nó đi. Qua rồi, qua một cầu rồi. Em đứng lùi lại đi. Phúc đứng lùi lại đi. Phúc ra. Mở cửa hàng, mở cửa đi. Cứ bình tĩnh. Để ra ngoài. Bình tĩnh. Ở từ bên một. Cứ từ. Ghế vai vào nhấc cẳng lên. Mệt rồi, phải từ từ. Cố lên. Ghế cái vai vào bắn nó lên. Cố lên. Giống ngoài hỗ trợ nào. Em đứng giữa. Giống ngoài hỗ trợ rồi. Cố lên. Em lùi lại cái đây. Đuổi mũ ơi. Bỏ tay cái quả chanh. Cố lên. Ôi xong rồi, về xe đi. Cây. Ôi sát sùng như mẹ thế. Được rồi. Cố lên. Mẹ gái sinh ra ngón nó anh chịu nhá. Mệt rồi, không dùng nữa. Ok, xong. Xuất sắc, chúc mừng. Nhỡ đè. Hay là cố ý. Phải tơi.
đầu bỏ đi. Chạy nhanh cái lên, ăn bao nhiêu bữa rồi. Bây giờ nó không dối. Dây cáp luôn. Hình như dây cáp không chuẩn đúng không? Từ từ. Chưa, Ôi, được, nhúc đầu là được, ok, nhúc đầu là ok. Vào tờ đi, cứ vào tờ đi, vào tờ đi. Ôi, vào tờ, vào tờ đi. Vào tờ đi, vào tờ đi. Tờ lại lên. Ô, trả lại đi. Vẫn đang vào nhưng mà tới nó còn đang cứ cho tài đi. Cứ tài lên đừng. Rồi lên được rồi, vào lên. Rồi nổi rồi lên đi. Ok. Thu tài đi. Vào đây, vào hết tài luôn. Quấn đi cho nhanh. Nhảy xuống lấy cầu đi. Lên bãi kia thì là tài phát nữa. Nhảy xuống thu cầu đi. À mà còn mắc cầu đâu nhỉ? Thu cầu đi. Mày sẽ mang cầu ôm cầu chạy xa sau. Bây giờ ôm hai cái cầu này có ôm được không? Trời ơi. Kìa cho người ta đi. Cố lên. Đấy, qua luôn, con này siêu, qua luôn. Qua siêu luôn. Mua tay áo xong rút tay áo phi lên luôn. Xe phải nói quá khỏe.